Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại Hoàng Thành, Thăng Long. Hôm nay Minh Toàn sẽ mời cô chú và các anh chị đi tham quan Hoàng Thành, Thăng Long. Hoàng Thành, Thăng Long thì cái cửa vào nó ở trên cái đường Hoàng Diệu. Hoàng Diệu, nơi mà có nhà Bắc Giáp và đi qua cái nhà Quốc hội của Việt Nam chúng ta. Và trước mặt chúng ta đây là cái đường Hoàng Diệu. Khi chúng ta đến tham quan Hoàng Thành, Thăng Long thì chúng ta vào gửi xe máy và ô tô ở đây. Giá vé thì Minh Toàn vừa gửi, Minh Toàn chưa biết được giá vé bao nhiêu. Và chúng ta không được vào đây mà chúng ta phải đi vào cái nơi mua vé này. Đây, đây là cái biển vào nơi mua vé. Thì bây giờ Minh Toàn xin mời cô chú và anh chị chúng ta hãy cùng vào tham quan Hoàng Thành, Thăng Long xem trong này nó như thế nào nhé. Giá vé bao nhiêu ấy. Người bán vé tham quan là người lớn là 30.000, học sinh sinh viên từ 15 tuổi trở lên, nếu có thẻ học sinh sinh viên, người cao tuổi 60 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam xuất trình chứng minh thư hoặc bất kỳ giấy tờ khác chứng minh là người cao tuổi thì giá vé là 15.000 đồng. Miễn phí cho các trẻ em dưới 15 tuổi nhưng toàn là 30.000. Cái này là mở cửa từ mấy giờ chị? 5 giờ. Đây, và đây là cái phía trước phòng vé. Hôm nay thì trưng bày một cái con rồng. Rồng nào mới là rồng gì đấy? Nghiêng Long. À, múa rồng ngày Tết Nguyên Đán. À, từ xa xưa rồng được coi là một linh vật trong văn hóa người Việt, đứng đầu tứ linh Long, Ly, Quy, Phượng. Từ hình tượng thiêng liêng này, người Việt sáng tạo ra điệu múa rồng để biểu diễn các dịp Tết, lễ hội hè. Trong này thì đây là thư pháp và chữ Hán. Chơi chữ ngày xuân. Ngày xuân đến đây xin chữ. Đây là công viên để rất mực. Có cả ngày kéo rồi. Ở đây là mô hình nấu rượu hoa cúc làng Ngâu, Thanh Trì, Hà Nội. Mô hình nấu rượu luôn. Rượu này hình như ở quê kiểu nó hay nấu kiểu này. Có cái bếp xong rồi đun bỏ gạo ngâm vào trong bình kia. Trong bên kia là lấy cám hòa nước chát vào, bốc hơi lên và chảy ra cái vòi này, và cái chum kia là rượu, thành rượu bánh phục linh. Đây là bánh phục linh, gạo nước vào chảy gì mà đen đen đấy, men thuốc bắc. À, cái men này để là để ủ cơm nấu rượu. Tranh dân gian Kim Hoàng. Tranh dân gian ngày xưa Tết là hay mua những cái tranh này, thời Minh Toàn còn bé là hay mua các tranh này về dán ngày Tết. Có cả pháo này, dây pháo này. Như Minh Toàn ngày xưa gọi cái pháo to to này, pháo to to này là pháo cuối. Còn các cái này là băng pháo.
Tết thời bao cấp. Đây là thể hiện cái phong cảnh Tết thời bao cấp. Đi ra đường này này. Đây là cái khu mà chúng ta sau khi mà chúng ta đút thẻ mua vé là có một cái thẻ, chúng ta đút thẻ vào và chúng ta đi ra khu này. Khu này là có một tảng đá, wow, tảng đá này khá lớn nha. Tảng đá này không có để là cái gì luôn, trên viết mấy chữ Hán. Phía sau tảng đá này thì là cái gì đây? Cái trống để mà cho tảng đá nó đứng chắc hơn. Đây, Hoàng thành Thăng Long. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Đây, khi mà chúng ta mua vé họ sẽ phát cho mình một cái cẩm nang cầm tay. Đây là cái khu gì đây? Đây là khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Hoàng thành, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2009 và được ghi vào danh sách di sản văn hóa thế giới năm 2010. Đây, xin mời quý anh chị chúng ta đi vào đây. Giờ này khá là vắng khách không? Toàn được thấy có một tài ô tô vào, còn giờ này khá vắng khách. Ở trong này có các cái trò chơi cho các cái em nhỏ này. Đúng ra là chúng ta sẽ đây là có các trò chơi cho các em nhỏ. Có cả cầu trượt này, đu quay này, rất là đẹp luôn. Đây có các cái một cái vườn là trong giấy đấy, và là trong giấy. Vườn trong trống đón gió xuân về, mong quý khách vui lòng đừng hái. Rất là đẹp luôn. Đây. Wow. Quay rất là đẹp luôn ạ. Cái này trong trống này ngày xưa hồi bé là cũng hay làm các cái trống giấy này. Bên này bên kia thì trưng bày các cái xe mô tô, thì là một số cái để cho các em chơi đùa hoặc khu trống giấy này rất là đẹp.
hai bên có hai câu đối luôn. Tuổi ngày xuân. Câu đối. Ở đây chúng ta có một đôi rồng. Hai con tiên tình nhiễu này, cái bài khá là đẹp luôn. Chúc mừng năm mới này. À, trong này thì trên bài cỏ thì các anh chị nhìn thấy ở đây là cắm các cái lá cờ này là những cái vòi phun nước, cái vòi phun nước đây, xa xa thường có mấy cái. Đây và chúng ta vào đây. Ồ, và hai con rồng rất là đẹp. Bạn phải lưu lại một cái bức ảnh về hai con rồng này. Đây là hai con rồng hoa xuân cực kỳ đẹp của Hoàng Thành Thăng Long. Về với Hoàng Thành Thăng Long thì cô chú và anh chị chúng ta hãy nhớ là chúng ta hãy mua vé, và ở đây giá vé tham quan người lớn là 30.000 đồng, học sinh, sinh viên và người già nhưng mà phải có giấy chứng nhận là 15.000 đồng, và miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi. Người tham quan các ngày trong tuần, nghỉ thứ hai hàng tuần, mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Tức là nếu mà chúng ta mà đi tham quan thì ở Hoàng Thành Thăng Long là chúng ta thứ hai chúng ta không nên đi. Đấy, từ thứ bảy, chủ nhật thì là chúng ta đi. Và đây là một cái bức hình khá là đẹp. Nếu mà cô chú anh chị quan tâm về những cái video về Hà Nội ngày nay thì rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để làm người đầu tiên được thông báo theo dõi những cái video mới mỗi khi mà kênh có những video mới thú vị. À, và phía bên này là có một cái vườn hoa hướng dương ngay giữa lòng thủ đô luôn. Đây là cái vườn hoa hướng dương này của thủ đô, mà vườn hoa hướng dương này là anh toàn thấy ở Nghệ An, và vườn hoa hướng dương quá ngắn, mà ở đây giữa lòng thủ đô cũng có một cái vườn hoa hướng dương. Hoa hướng dương này hay còn gọi là hoa mặt trời. Đây là những bông hoa mặt trời, nó là rất là đẹp. Một điều rất là tuyệt vời ở trong Hoàng Thành Thăng Long. Đây là nhị hoa hướng dương. Bây giờ mình toàn sẽ vào phía trong của Hoàng Thành Thăng Long, là vào phía trong này. Nếu cô chú anh chị mà quan tâm về Hoàng Thành Thăng Long và chưa có dịp đến Hoàng Thành Thăng Long, hay là đến rồi nhưng mà thời gian này nó khác như thế nào, thì rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của Hoàng Thành Thăng Long ở trong cái kênh này, kênh cô chú đang xem này. Cảm ơn cô chú và các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.